Còn bây giờ thì quay trở lại với các câu chuyện y tế, chúng tôi muốn đưa ra cho các bạn một cái vấn đề mà chắc chắn là các bạn cũng sẽ thấy rất là thân quen trong cuộc sống, đó là dùng tăm và ngậm tăm sau khi ăn, thậm chí là ngậm tăm ngay cả khi đi ngủ, và nhiều người ngậm tăm chỉ để khiến cho mình trông cool ngầu hơn. Cái này là lỗi của điện ảnh đó quý vị, bởi vì là nếu mà chúng ta theo dõi những bộ phim cao bồi, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những tay cao bồi miền viễn Tây như là Leonardo DiCaprio ở trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood cũng rất là ngầu nha, ngậm tăm sau đó là bước ra khỏi cái saloon, tức là cái lữ quán, và bỏ tăm xuống dưới đất, rất là ngầu. Tuy nhiên là có rất là nhiều người cho rằng cái thói quen này là một thói quen rất là hay, nhưng mà nó cũng có những tác hại vô cùng nguy hiểm. Thực tế là không ít trường hợp đã phải nhập viện điều trị, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng vì thói quen này. Nếu mà các bạn đi vào Google và search cái từ khóa là ngậm tăm nguy hiểm như thế nào thì nó cho ra tới 3 triệu kết quả, bởi vì có rất là nhiều những cái bài học nhãn tiền đã xảy ra đối với việc ngậm tăm. Các bác sĩ tại bệnh viện Hữu Nghị thành phố Hà Nội cho biết việc mổ cấp cứu cắt nửa đại tràng cho một bệnh nhân nuốt phải tăm tre là một vụ việc mới đây dấy lên đối với cái câu chuyện là ngậm tăm nguy hiểm như thế nào. Bệnh nhân này vừa trải qua hơn một tuần phẫu thuật cắt nửa đại tràng, suýt phải làm hậu môn nhân tạo. Các bác sĩ cho biết toàn bộ đại tràng bên phải của ông bị bầm dập và có lỗ thủng do bị một chiếc tăm tre đâm trúng. Ngoài ra, vùng bụng có rất nhiều dịch mủ. Rất may do được cấp cứu kịp thời, dị vật được lấy ra ngoài nên đến nay sức khỏe của ông dần ổn định. Bệnh nhân đến trong cái tình trạng là đã có cái viêm phúc mạc rồi. Tức là theo đánh giá, tức là bệnh nhân đã nặng. Bệnh nhân này 2 ngày rồi. Viêm phúc mạc thì là bệnh nhân đã sốt, bụng trướng, bí trung đại tiện rồi. Thì cái tình trạng này tình trạng nặng. Tuy nhiên thì là bình thông thường ra thì với những cái phẫu thuật mà về đại tràng bên phải như thế này, người thường cũng có thể người ta làm hậu môn nhân tạo. Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá cái thể trạng của bệnh nhân tốt và chúng tôi viêm phúc mạc nó khư trú, cho nên chúng tôi quyết định là cắt đại tràng và nối luôn để tránh cho bệnh nhân được cái hậu môn nhân tạo. Trước đó bệnh nhân này ngậm tăm sau khi ăn rồi ngủ quên. Đáng nói ngay cả khi nuốt tăm vào bụng, ông vẫn không hề hay biết. Sinh hoạt và làm việc hoàn toàn bình thường. 2 ngày sau, khi xuất hiện tình trạng đau âm ỉ bụng phải, sốt kéo dài không đỡ, ông mới tới bệnh viện thăm khám. Chiều thứ 6 là tưới cây, tưới cối, vận động nhiều quá. Đấy, thì lúc ép người mình nhiều quá. Thì nó ép cả thành ruột các thứ thì lúc đó nó chọc vào nó mới đau thôi. Chứ còn suốt thì mình không hiểu nó nguyên nhân vì sao, mình không nghĩ nó mất tăm. Bác sĩ bảo trường hợp đấy nó để quá nữa là nó sẽ hoại tử, nên là phải can thiệp luôn. Bệnh nhân đau bụng rất rõ. Thế thì khi mà có siêu âm ấy, ổ bụng thì thấy một cái khối ở vùng hạ sườn phải. Thế thì cái khối đấy thì nó có những cái đặc điểm rất là bất thường. Khi đấy thì tôi đã cho đi chụp các lớp vi tính ổ bụng và có một cái lớp cắt là nghi ngờ có cái dị vật. Và lúc đấy thì tôi đã mời bác sĩ ngoại phối hợp. Các bác sĩ khuyến cáo ngậm tăm là thói quen của nhiều người Việt. Tuy nhiên nó có thể dẫn tới những hệ lụy khôn lường. Vì vậy người dân cần thay đổi để bảo vệ sức khỏe. Khuyến cáo của chúng tôi là ăn uống xong thì tốt nhất là mình đánh răng. Còn nếu xỉa răng thì mình loại bỏ cái tăm ngay. Chứ mình không nên ngậm. Ngậm thì thông thường là mình ngủ rồi cái là mình sẽ nuốt. Nuốt tăm là sẽ gây tổn thương như thế này. Không chỉ tăm, nhiều người dân còn được phát hiện nuốt vị thuốc hoặc hóc xương cá dị vật. Những trường hợp này cần được theo dõi. Nếu xuất hiện tình trạng đau bụng, sốt cần được đưa đến bệnh viện kịp thời.